Rồi, hello cả nhà xe cành hai, xin chào. Hai con xe này là hôm kia gì á, quên rồi. Do hôm qua xe đi nhiều quá rồi có công việc cho nên là em không có ở không, em lên clip ha. Thì hôm nay rửa xong rồi lên clip để cho anh em chọn ha. Bây giờ phân biệt hai chiếc xe này đơn giản thôi. Một chiếc yên đỏ, một chiếc yên đen, vì hai chiếc xe này nó giống nhau ha. Một chiếc là 27 inch nhôm màu lông chuột. Còn chiếc này là nó muốn ngã màu chì hơi ha, anh em coi kỹ nè. Đó, anh em coi kỹ thì cái màu nó hơi lông chuột với màu ngã hơi chì ha. Đó. Phân biệt cái yên đi cho dễ, xe yên đỏ, xe yên đen ha. Xe này thì có chú dặn một chiếc nhưng mà không biết lấy chiếc nào ha. Đó, cho nên là anh em nào cảm thấy ok thì cứ alo. Lỡ chú kia ổng chọn chiếc kia thì còn lại một chiếc cho mình ha. Xe này thì nói chung là đồ đạc đều như nhau. Đó. Con nào cũng là sườn nhôm. Bánh 27, đồ inox. Đó. Thì không khác gì hết. 3 số 3 tốc độ Shimano ha. Thì mỗi con nó có một cái vẻ đẹp riêng. Có chỗ này được thì có chỗ kia không được. Thì bây giờ mình chơi xe cũ thì nó bắt buộc mình phải chịu mấy cái đó rồi anh em ha. Miễn sao xe mình khi mà gửi đi cho anh em á, mình cân chỉnh đồ kia ok, mình đi ok được rồi. Còn cái vẻ thẩm mỹ ở ngoài thì phải chịu thôi. Vì xe này mình mua thì đã qua sử dụng rồi, với lại người ta đã bỏ một thời gian người ta không xài đó, mình mới mang về Việt Nam đó. Còn ai mà không thích chơi thì mình chơi xe mới ha. Đây, xe mới nè đó, giống như một chú ở Huế đặt ha, về tới Việt Nam luôn đó. Thì con đó màu hồng gà đó, đời 2020 luôn ha. Xe xuất sắc luôn, xe nó quá đẹp nè, màu hồng gà ha. Anh em coi lại cái clip trước mình có khui đó ha. Bây giờ dán lại để gửi cho chú. Rồi hai con này thì tương tự, nói chung là cái cấu hình là tương tự, nhưng mà con kia là 5 số thì con này 3 số ha. Đó. Thì hiện tại những cái con xe đời cao thì nó hình như là nó bỏ 3 số rồi anh em, không còn xài 3 số nữa, nó xài từ 5 số hay gì đó. Mình lên web mình coi thì mình không thấy 3 số ha. Nhưng mà không biết là mình có coi bị trôi thông tin hay là mất thông tin không, mình không biết ha. Nhưng mà mình thấy 5 số không à. Đó. Còn 3 số là những con xe mà sườn lắc co á, còn xe này xe nhôm ha. Đó. Như nhau hết. Ví dụ tại sao em nói những con xe này là đời cận cao? Tức nghĩa là con 2020 thì cái vẻ của nó cũng bằng polycarbonate nhưng mà màu đen ha. Đó, còn cái đời này thì cái màu nó sọc. Đó, nó cũng đi dây cura luôn, cũng đi cấu hình y chang vậy. Tức nghĩa là đều là khóa đôi ha, khóa đôi dây cura sườn nhôm. Đó. Rồi vành là vành inox, cam inox, nó giống vậy nè nè ha. Đó, vành inox, cam inox luôn. Đó, dây cura y chang cấu hình. Đó. Nhưng mà xe này thì giá nó rẻ hơn nhiều. Xe kia thì hai mấy triệu lận. Cái này thì tầm 1/5 thôi, 1/5, 1/6 thôi. Thì anh em nghĩ đi, bây giờ nếu như mà mua một con xe mới cũng được, không sao. Nhưng mà phải phù hợp với cái mục đích mình sử dụng. Ví dụ như trước kia ta mua chiếc xe mới, nhưng mà người ta đã có quá nhiều xe, hoặc là người ta đầy đủ quá rồi, người ta muốn chơi một con xe mới, kinh tế người ta ổn, ok, người ta chơi. Còn ví dụ như anh em nào mà muốn chơi hoặc là muốn mua để một chiếc xe để có thể là mình đi cũng được nè, con mình đi cũng được, vợ mình đi cũng được, cháu mình đi cũng được, nói chung ai cũng đi được, thì mình nên mua một con này ha. Ai cũng có thể sử dụng được đó, ai cũng có thể đi được, ai cũng có thể đi tập thể dục được. Còn những con xe touring á thì nó có một cái hạn chế như vậy, tức nghĩa là mình có thể đi được nhưng phụ nữ người ta không đi được ha. Còn những con xe này thì Vivu lên thì cứ vặn đi thôi, tại vì nó xài số chìm ha, rất là dễ đi ha, cực kỳ dễ đi luôn đó. Và cái giá tiền của nó cũng hợp lý phải chăng đó. Thì bây giờ anh em nghĩ đi, con này thì cũng tầm giá giống như em nói vậy á, thì mình mua một con xe Việt Nam thì nó cũng tầm hơn 2 triệu rồi đó. Thì bỏ thêm số nữa mua con này ngon hơn. Nói thật sự ra chứ bây giờ nếu mà anh em tính đi, nhôm của Nhật này bây giờ cái con xe này ít gì cũng phải tầm 18 cho tới 20 kg, cái sườn không mà cân ra tiền nhôm là hết nhiêu rồi. Đó. Rồi đồ inox nè này kia chi. Đó ha. Đó. Rồi, bây giờ xe này thì
Con kia thì là nước sơn dặm ha anh em, còn con này nước sơn zin nè. Con này nước sơn zin nè. Đó. Con này nước sơn zin nhưng mà kiếm là dặm nha. Trên cái chiếc xe nè, cái chỗ mà dễ trầy nhất chính là cái kiếm xe nè anh em ha, dễ trầy nhất. Bởi vì khi mà mình lái đi á, mình cọ quẹt qua lại đồ này kia á. Còn con kia là sơn dặm, con này là sơn zin nè, ha, sườn là còn sơn zin. Đó. Con này thì mã ngã màu hơi chì ha, màu này cũng đẹp lắm, nếu mà đi ra nắng thì màu này khá là đẹp á. Màu lông chuột thì cũng đẹp nữa. Đây, đó, màu lông chuột thì nó hơi nâu nâu hơi, còn con này thì muốn ngã chì ha. Đó. Đặc biệt là ông này ông còn cái ổ khóa, ông còn ba cái chìa khóa luôn nè anh em. Đó, giống như xe mới vậy nè. Đó. Rồi. Đó, một số cái điểm là mình muốn chỉ anh em. Tức nghĩa là dù là đồ Nhật nhưng mà nó vẫn có một số chi tiết như là thế này ha. Nhưng mà không sao. Tức có nghĩa là mình có thể vặn vô ra, vặn ra được bình thường. Dù là xe Nhật nhưng mà nó cũng có một số chỗ là nó sẽ bị rỉ sét, tại vì cái khoảng thời gian lâu quá không sử dụng ha. Đây mình sẽ quay đều hết cận cảnh từng chiếc ha, cho anh em lựa, lựa chiếc nào đó lựa. Giá cả hợp lý phải chăng thì chơi. Đó, cũng không có phải là quá nhiều ha nè, mà cái lợi ích của nó mang lại thì khá lớn. Đó. Rồi một chiếc, tới chiếc bên đây. Đó. Đây. Xem nội địa nè. Đó. Xe khá là đẹp. Hiện tại là mình nhận đặt những con xe về từ Nhật các anh em. Đó, anh em muốn chơi xe nào thì đặt mình cho xe về. Khóa đôi hết nha, hai khóa đôi. Đây. Đó, ổ khóa đồ còn nên chỉnh từ Shimano 3 tốc độ ha. Đó. Anh em nào kết thì alo cho mình gọi video call ha. Đó, xem xe đầm năng lượng. Đó. Để toàn hết nha. Rổ này là rổ rổ inox. Rồi, hai con 27 inch. Đi DJ Cura hết nha. 27 inch DJ Cura sườn nhôm. Đầu inox. Đó. Xe này thì thật sự ra cũng không phải là dễ tuyển được một con điều độ vậy anh em ha. Cũng rất là khó khăn. Cho nên anh em nào mà chơi được thì chăm chế cho em. Nói chung quy ra là phải có một số cái điểm nó không mong muốn ha. Ví dụ như một số cái chỗ nó rỉ sét á, tại vì nó lâu đi quá mà. Đó. Cho nên là phải chịu thôi. Đó, nếu được như vậy thì nó cũng là xuất sắc lắm rồi anh em. Đồ đạc đồ này kia nó theo xe hết là cũng không phải là đơn giản đâu. Nói chung là em cũng cực kỳ cố gắng rồi ha. Anh em nào mà chơi thì thông cảm bỏ qua cho em một số cái chỗ mà nó không có vừa ý của mình á. Thật sự ra không phải mình không muốn, nhưng mà nó là như vậy rồi. Đó. Vì cái đồ này là người ta không sử dụng nữa, mình gom về. Đó. Mình nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, chơi xe này thì chăm chế đi anh em. Đừng có hà khắc quá. Và cũng đừng có nên mà chú ý quá vào một số cái chi tiết nhất định nào đó. Vì kêu bằng đồ Nhật vải mà. Tức có nghĩa là nhiều khi nó bỏ cũng có nè. Nhiều khi mình mua lại cũng có, mua lại giá rẻ cũng có nè. Còn ví dụ như là ai mà cảm thấy mà không hài lòng á ha. Không hài lòng, không muốn ấy. Không muốn những chi tiết đó nó là như vậy thì chơi xe mới. Rồi ok. Second Hand xin chào, hẹn em clip kế tiếp, một xe kế tiếp.